Phật đản sinh, trần gian mừng đấng cha lành. Người từ cung trời đâu xuất, xuống trần cứu độ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu Ma Sa nằm mơ voi trắng bay nhà, sinh ra người đi bảy bước, chân người sen trắng nở hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, thế giới ta bà thiên thượng thiên hạ, độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái Tử Đạt Đa sống trên nhung gấm lụa là, sánh vai cùng nàng công chúa, ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm Thái Tử đi xa dạo chơi trong cõi Ta Bà, thấy người sinh lão bệnh tử, khi về lòng những xót xa. Bao đêm người ngồi suy tư, vào ra tâm trí thân thờ, phải tìm con đường giải thoát, đường ấy chính là đi tu. Một đêm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, âm thầm trên lưng ngựa trắng, xa nặng người báo đi về. Bao năm tu trong rừng sâu, mà vương quỳ giữ đôi đầu, tâm người kim cương bất hoại, tìm ra pháp đạo nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi Ta Bà, vinh danh chí tôn cao cả, từng bừng mơ hội liên hoa.
hoàng hậu thái tử xanh, Tịnh Phạn vương vui mừng khôn xiết. Ca Tỳ La vệ rồng đáp ngộ, tiên nữ Ngô Công trỗi nhạc trời, trăm hoa ngàn dài cánh chân người, bốn phương ba cõi đón Như Lai. Ấn Độ Việt Nam Như Lai hiện, Việt Nam Ấn Độ hiện Như Lai. Hóa thân Bồ Tát hộ minh giáng, đàn sinh thì hiền và từ bi. Hạnh phúc hạnh phúc mừng Thế Tôn, chắp tay quy hương đón ánh đạo. Nam nữ gái trai dân hòa tình, già trẻ lắng nghe hát mừng ra đời. Ấn Độ Việt Nam Như Lai hiện, Việt Nam Ấn Độ hiện Như Lai. Hóa thân Bồ Tát hộ minh giáng, đàn sinh thì hiện bằng từ bi. Hạnh phúc mừng Thế Tôn, chắp tay quê hương đón ánh đạo. Nam nữ gái trai dân hòa tình, già trẻ lớn bé hát mừng xuống. Hôm nay toàn thể đại chúng ở trong chùa thôi, chúng ta tổ chức cái lễ tắm Phật. Quý vị biết rằng Đức Phật ngày đến thế gian này lợi ích cho tất cả muôn loài, nên mỗi năm đến mùa Phật đản thì tất cả các chùa tổ chức rất là lớn. Đó là muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta phải học theo tấm gương của Đức Phật. Khi Đức Phật đến thế gian thì đều làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sanh. Năm nay thì mỗi chùa, ví dụ như trong chùa mình nuôi người già nhiều, nên chùa mỗi ngày cũng mấy trăm người. Người già trong chùa không cũng mấy trăm.
Nên là mình tổ chức nội bộ nhìn cũng thấy mấy trăm người. Có cái lễ tắm Phật cho các cụ được dự cái lễ này, thấy trong ngôi Tam Bảo nó cũng ấm áp. Chứ mỗi ngày thì các cụ cũng niệm Phật lễ Phật bình thường. Như hôm nay Như Đức nói chuyện vài câu xong rồi chúng ta lễ Phật cúng dường cho Phật, nhớ ơn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đến thế gian, Ngài đem giáo pháp mà lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nơi nào Phật pháp đến thì nơi đó chúng sanh được nhờ. Như tất cả chúng ta nhờ được nghe Phật pháp mà mình có được niềm vui, giảm bớt bao nhiêu cái khổ đau trong cái cuộc đời của mình là nhờ mình nghe được Phật pháp. Một con người bình thường chúng ta ở thế gian mà mỗi năm có khi ngày sinh nhật của mình tổ chức còn linh đình ngày sinh nhật, mà ngày sinh nhật có khi mình tổ chức nào là ăn nhậu đủ chuyện. Còn ngày Đức Phật ra đời thì cũng như chúng ta tổ chức Phật đản là tổ chức sinh nhật đó, tổ chức sinh nhật cho Đức Phật. Mà một cái ý nghĩa tổ chức sinh nhật cho Đức Phật ý nghĩa hay lắm. Ý nghĩa đó là ý nghĩa giáo dục cho tất cả những con người chúng ta học theo tấm gương của Đức Phật. Đức Phật sống ở trong cái cõi đời này nhưng mà Ngài không bị những cái ngũ dục lục trần buộc ràng, Ngài không có khổ. Nên chúng ta mỗi năm khơi dậy cái tâm nhớ ơn Phật đã đem giáo pháp truyền dạy, nên mình tổ chức cái ngày Phật đản là để mà mỗi một người Phật tử chúng ta học theo tấm gương của Phật. Đó là cái ý nghĩa như vậy, nó gần gũi nhất. Phải nhớ cái tâm mà biết ơn Phật lớn dữ lắm. Nên trong kinh giáo Phật nói mà được thân người là khó, mà gặp Phật pháp thì càng khó. Nếu như mà mình có cái thân người này như những đức thường nói, cha mẹ cho bản thân nuôi khôn lớn, vậy mà những đức hư hỏng tới 29 tuổi, nhờ gặp được Phật pháp thì sửa đổi được nhiều. Nếu như mà những đức mà không gặp Phật pháp thì cuộc đời những đức sống vô nghĩa, sống không có ý nghĩa gì hết. Nên mới nói rằng là có thân người là khó, mà gặp Phật pháp thì càng khó nữa. Nếu như chúng ta chỉ có cái thân này thôi mà chúng ta không nghe giáo dục, không có đạo đức, vì con người chúng ta sống quá vô nghĩa, sống không có một cái ý nghĩa gì đặc biệt trong cái cuộc đời này. Nên cái tâm nhớ ơn Phật của chúng ta dành cho Phật lớn. Không phải là chỉ có ngày Phật đản mới nhớ ơn Phật, mà mỗi ngày chúng ta niệm Phật là đang nhớ ơn Phật. Niệm Phật là đang nhớ ơn Phật. Và mỗi một người chúng ta đang niệm Phật là đang học theo cái hạnh của Phật, và tưởng nhớ đến cái ơn nghĩa của Phật, và sống nó có lợi ích với tất cả mọi người. Nên mỗi năm tới ngày mùng 8 tháng 4 này chúng ta tổ chức Phật đản, nó cảm thấy nó có một cái cảm xúc gì đặc biệt. Chùa mình nếu mà không có những cái dịch bệnh mà tổ chức thì chúng ta tổ chức ngoài sân được đông dữ lắm. Nhưng mà hôm nay thì đây là chúng trong chùa, mấy trăm cụ ở chùa niệm Phật, rồi các cô trẻ nuôi các cụ già, các chú lo một số việc trong chùa chung tay nha. Toàn cái đại chúng này ngồi là đại chúng trong chùa. Những đức không có thông báo cái chương trình, tại vì quý vị cũng biết, khắp nơi cũng biết, chúng ta không có đi được. Nên đây là một cái tổ chức ở trong chùa được làm lễ tắm Phật. Những đức muốn nói vài câu này để cho đại chúng trong chùa biết được rằng là cái tâm nhớ ơn Phật của chúng ta phải là lớn. Tại vì chính những đức thấy rằng là Phật pháp cứu cuộc đời mình, và những đức cũng công nhận rằng là Phật pháp cứu rất nhiều cuộc đời của con người lang bạc khổ đau, giống như mình không còn nơi nào để mà nương tựa được. Nhưng cuối cùng mình gặp được Phật pháp là có nơi nương tựa. Cái này quý vị khắp nơi nơi nghe, quý vị công nhận rõ ràng là mình gặp được Phật pháp là mình có nơi nương tựa.
Có những người ta nói rằng là cuộc đời người ta khổ đến mức mà không còn biết bấm víu chỗ nào, đến mức mà cung đường mạt lộ. Mà họ nghe được Phật Pháp thì họ mới có con đường, và họ có nơi bấm víu. Chính những đức cũng không đến nỗi khổ đến mức đó mà cũng thấy mình bế tắc. Gặp được Phật Pháp mười mấy năm nay mới thấy sống có ý nghĩa. Và nhờ Phật Pháp mà mình phát tâm nuôi các cụ già, thương yêu các cụ già. Chứ nếu như những đức mà không gặp Phật Pháp thì những đức không làm giờ làm chuyện này đâu. Bây giờ ngoài đời những đức còn ăn nhậu bê tha hư hỏng lắm. Nên mỗi một người chúng ta nên cảm ơn Phật. Nên cảm ơn Phật là mỗi ngày đang niệm Phật, nghe lời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đó là cái tâm nhớ ơn Phật. Nên tất cả đại chúng trong chùa quý vị thấy hạnh phúc. Bao nhiêu người Phật tử người ta muốn đi về đây cái ngày này mà bây giờ người ta không về được. Người ta không về được. Mà mình ở trong chùa xuyên suốt bình yên mỗi ngày được ở trong đây, mà mình được dự cái chương trình tắm Phật ngay ngày Phật đản sanh là ý nghĩa lắm. Mình rất là mừng mình được ngồi trong ngôi nhà Tam Bảo gì. Đây cũng như là một đại gia đình rất là bình yên và rất là ấm áp. Nên tất cả những người khi gặp được Phật Pháp nên trân quý, nên hết sức là trân quý và cảm ơn Phật đã đến thế gian này và đem Phật Pháp giải rộng cho tất cả mỗi một con người có thể tiếp nhận được. Dù là căn tính nào cũng tiếp nhận được giáo pháp của Đức Phật. Và những đức thấy rằng là Phật Pháp là vô cùng xác thực và gần gũi, rất là xác thực và gần gũi. Từ nơi đó mỗi một người chúng ta nên trân quý và nên sống cho thật là tốt đẹp, sống có ý nghĩa cuộc đời của mình. Con người mà sống mỗi ngày sống vui, sống có ý nghĩa, sống không có buồn giận ai để trong tâm, đó là đang hành cái hạnh của Phật dạy. Việc tốt đủ duyên thì chân thật làm, Đức Phật cũng vậy. Việc tốt đủ duyên thì Ngài làm, còn nếu mà không đủ duyên thì tùy duyên Ngài, tùy duyên chứ không có miễn cưỡng. Thì chúng ta cũng nên học theo cái hạnh của Phật. Làm tất cả việc tốt được rồi thì chúng ta cũng không có dính mắc vào việc tốt đó. Làm xong buông xuống thì con người nó rất là nhẹ nhàng. Còn nếu làm việc tốt mà không đủ duyên thì cũng buông xuống luôn, khỏi cần làm. Chính mình sống cho tốt, sống cho vui là được. Nên những đức thường nói cái câu mà nhắc đại chúng, mình là người học Phật, học làm sao mà học ra cái tâm, đừng có buồn giận người ta để trong tâm. Tại vì mỗi ngày mình niệm câu A Di Đà Phật là niệm cái giác ngộ, cái hiểu biết. Mà mình buồn giận người ta để trong tâm là nó không có ý nghĩa gì đâu. Nên chúng ta phải học ra được cái chỗ nào, đừng có buồn giận người ta để trong tâm. Quý vị coi trong kinh giáo có đoạn kinh nào mà Đức Phật Ngài nói Ngài giận ai không? Không có. Ngài không có giận ai. Ngài không có một cái vấn đề mà gọi là Ngài giúp ai mà Ngài mưu cầu, Ngài kêu người ta phải cảm ơn Ngài, hoặc là người ta phải đối đáp với Ngài sao, trả ơn gì cho Ngài, không có. Thì chúng ta nên học theo Phật, đã làm việc tốt với mọi người rồi thì buông đi. Người ta có cảm ơn hay người ta không cảm ơn thì kệ người ta. Mình việc tốt mình cứ làm, việc này cảm thấy tốt thì làm. Đối với cha mẹ thì hiếu thảo, đối với anh em thì hòa thuận, đối với chòm xóm láng giềng thì chúng ta tối lửa tắt đèn có nhau, phải thương yêu nhau. Nên câu người xưa nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta nên học Phật, học ra một cái tâm gì đó. Đó là những lời những đức nói gần gũi nhất đó, xác thực nhất để chúng ta tưởng nhớ đến Phật, là phải học cái hạnh của Phật. Phật là sống như vậy đó, sống không có đụng chạm với ai. Ai đụng chạm với Phật, Phật không buồn. Ai ghét Phật, Phật không giận. Nên có một công đoạn mà Bà La Môn giáo đuổi theo chửi Phật á, chửi Phật quá trời luôn. Đức Phật vẫn từ tốn, Đức Phật đi bình thường. Xong đạo Bà La Môn giáo nói: ông Cù Đàm, bộ ông không nghe tôi chửi ông sao mà ông không nói tới nói lui câu nào hết. Thì Đức Phật mới ví dụ một đoạn đó rằng: thí dụ như có người đi đến nhà ông dự đám dỗ, xong rồi á, người ta bước ra về, ông cầm đồ ăn ông tặng người ta, mà nếu như người ta không nhận gì đồ ăn đó giao lại cho ai? Thì cái ông mà chửi Phật, ông nói là nếu cho người ta mà người ta không nhận thì tôi nhận. Thì Đức Phật nói rằng là ông chửi tôi mà tôi không trả lời lại,
thì cái chửi này nó quay lại ông. Tôi không có tiếp nhận cái lời chửi đó, không có buồn trách gì ông. Nếu như tôi buồn trách ông là cái chửi của ông nó đã vào tôi, tôi đã tiếp nhận cái chửi của ông. Còn hôm nay ông chửi, ông nhục mạ tôi, nhưng tôi không có tiếp nhận lời chửi đó, thì cái chửi đó nó trở lại ông. Nghĩa là Đức Phật có những lời dạy rất xác thực và rất gần gũi. Thì chúng ta bây giờ tổ chức cái ngày mà gọi là chúng ta tắm Phật, đại chúng trong chùa những đức có vài câu nhắc gì, và đại chúng khóc nên không đi đến đây được, thì cũng coi qua con đoạn này. Vì đây là chúng ta tổ chức trong nội bộ mà, chùa mình nuôi mấy trăm cụ già, quý vị khắp nơi ai cũng biết. Mỗi ngày tổ đình hộ pháp nuôi mấy trăm cụ già, đại lão hòa thượng ngài thương yêu, ngài phát tâm, ngài lo lắng, quan tâm nuôi mấy trăm người già. Nên chúng ta có cái lễ này cảm thấy ngay ngày Phật đản thấy ấm áp. Đại chúng trong chùa và Phật tử khắp nơi nơi khi coi được thì cũng tì hỷ. Và hôm qua những đức có một buổi chia sẻ nhắc Phật tử khắp nơi nơi, mỗi người dù ở nhà nhưng cũng có một cái lễ tưởng nhớ đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã đem giáo pháp truyền tải cho chúng ta mà được nhờ gì, nên mỗi một người đều nhớ ơn đức của Phật, mà nên chân thật học Phật và sống cho thật là tốt đẹp, để khi bỏ báo thân này mỗi một người chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới của Phật nha. A Di Đà Phật. Chúng ta chấp tay hồi hướng ngay được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thank you.
Thích Ca Mâu Ni.